chơi đi, xong giống của cậu ngày xưa không? Đây. Tới cậu chim bossa lên chậm nhất nha. Gì? Chưa nào. 1 2 3. Quả táo lên chậm hơn. Quả của tớ lên chậm hơn này. Ý, quả táo khủng hồ. Thơm thật đấy. Sáng giờ đi chợ mua mỗi hai món đồ chơi. Đấy à, Squishy 500k, 200k. Về chơi cho nó phê ấy được. Bữa ăn sáng của mình đây à, đi về. À xe kìa, đi về luôn. Hey, đây, để đây. Đấy, mình thấy mình này đủ lắm rồi ấy, chưa phải mua cái gì. Cái ngứa phát. Thôi về. Ôi trời quá. Thế nào cũng học xong rồi. Ở đây mát mẻ học nhanh thật đấy. Ước gì bây giờ có cái đồ ăn gì nó rơi bỗng vào đầu mình cũng phải sướng không. Cái gì nó vừa đi qua ấy nhỉ? Ủi hết cả mặt mình. Chẳng ngồi đây nữa, nguy hiểm lắm. Ui, quýt xích khổng lồ, sao ai lại làm rơi nhỉ? Cái này đắt tiền lắm đấy. Hay mình mang về nhà chơi nhỉ? Mà thôi không được. Giờ đắt tiền như này mà chủ nhân của nó chắc cũng tiếc lắm. Thôi mình ngồi đây mình chờ thêm tí có ai đến để nhận lại quýt xích này không được. Ui, đâu rồi? Sợi quýt xích của mình đâu rồi? Mất của này, mất cười mất cú của mình đấy. Tí mẹ mình mà không còn về, mẹ lại bảo mình cầm đi đánh điện tử hết. Thế rồi, đâu rồi, tìm à. Đâu nhỉ? Ồ, đâu. Này cậu ơi cậu, cậu thấy cái quýt xích khổng lồ to này này. Có màu vàng này, màu xanh này. Cái đấy à, liệu ông phê lắm. To này, này, không. Cái quả táo to này, quả táo to này, mà đủ ấy. Ê, cậu thấy không? À, còn nữa, cái quýt xích tối nó trong cái túi. Cái túi ở hành xơ ấy, nó sạc sạc đấy. Cái túi ở ngoài ấy nó còn hình hình, hình con vật đấy. Hình vật to à. Xong rồi, quá thịt của nó rồi. Nó màu vàng luôn, đủ quá ấy. Đúng là cái sạch 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 sạch. Ôi cậu ơi, lại đây tao bảo. Ủa, cái... cậu có phải là cái này không? Đúng rồi, đúng cái này rồi. Đây đúng không? Đúng rồi, yeah. Mà sao cậu lại nhận được nó? Cậu mở ra xem đi xem là đúng được cậu không? Đúng rồi, nè. Cái này của tớ là 500k này. 500k đấy. Còn cái cái này là 200k này. Đấy, nè, tớ trả. Đây, cái nhuộn nhuộn nha. Rồi đấy. Rồi. Rồi. À, thấy chưa? Ôi thơm lắm ấy cậu ạ. Người ta mua cà rốt đây này cậu ạ. Ấy. À, cái này 200k ấy, rẻ thôi. Còn cái này như thế này, cái này 500k tới, gần một củ tới, mất tới tiếc lắm. Ui, thường thế. May quá tí mẹ về cho ăn ruồi. May hắn tìm được. À, này cậu chơi đi. À, sao mà cậu lại buồn thế? Thực ra thì trước đây tớ cũng được bố tớ tặng cho một cái Squishy khổng lồ to như thế này ấy. Nhưng mà tớ lại nằm mất rồi. Thành ra là tớ cũng chưa được chơi Squishy này bao giờ. Này thôi trả cho cậu này. Ui, hey, cậu buồn hết, tớ cho cậu cái này, tớ hết buồn này. Hey, tớ cảm ơn cậu vì cậu đã nhận này hộ tớ. Tớ biết cậu là bạn tốt, mà người khác là mày là cái này à. Người ta lấy mất rồi, mấy cậu tớ trả lại tớ ấy. Tớ sướng lắm. Tại vì tớ cũng trải qua cảm giác là mất món đồ yêu thích của mình rồi nên tớ biết. Nhưng mà cậu tặng tớ thật á. Ừ, tớ cảm ơn cậu nha. Thế cậu chơi đi, xong giống của cậu ngày xưa không? Hey. Tới cậu chim bossa lên chậm nhất nha. Gì? Yeah. 1, 2, 3. Quả táo lên chậm hơn. Quả táo lên chậm hơn này. Ý, quả táo khủng hồ. Thơm thật đấy. Ui, tớ bóp nhá. Thơm thế. Sở quýt xinh xịn có khác lên chậm thật đấy mà còn thơm nữa. Ui, tớ bóp ấy. Ui, cậu hình như tớ yếu sao ấy, cậu bóp tớ ấy. Ý, tớ bóp thử nào. Tớ thử quả. Cái quả to lắm. Quả này to thật đấy. Ôi to thế. Tớ bóp đây. Tớ bóp rồi, lực bóp quả đây đấy. Quả tí tớ bóp được, quả to lắm. Ôi, quả này là một khối tròn luôn. Ý,
nhờ. Ừ dạ. Thơm thế. Thôi tớ chào cậu ơi. Lên nè. Tớ chào cậu, tớ đi về này. Đây. Tớ cảm ơn cậu nhá. Tớ cảm ơn cậu, nhà lấy được chỗ tớ nhá. Không có gì đâu. Nói tớ đi về nhá. Mà hình như vừa rồi là cậu đi xe nên cậu mới làm rơi đúng không? Ừ nhá. Xe cậu đâu rồi? Ui, xe đâu rồi? Mất xe. Mày là ăn đồ ăn rồi. Đây chính là Squishy khổng lồ, rất là xịn luôn ý nha. Ui. Các bạn nào thích không? Bạn nào thích Squishy này không? Nếu mà thích thì hãy liên hệ ngay với chị Hằng để được mua Squishy này nha. Đồm thế.